xuống Tam Bình Vĩnh Long thì đi xe đò. Đi xe đò thì bây giờ là đang ở trạm dừng chân Kim Phát 3 nha mọi người. Cái Minh Phát. Minh Phát 3. Minh Phát nó có rất là nhiều chi nhánh. Đang vừa sáng à.
cái bịch này có nửa nửa ký à. Dạ, 480 gram mà không biết bao nhiêu tiền. Người ta có giá. 125 ngàn. Ờ đúng rồi, 125 ngàn. Vậy cái này giống nhau á. Chờ tao mình nhân mè nó là mè đen đó nè. Nhiều nhiều loại quá ha. Cái bánh này bánh gì em biết không? Bánh sao? Cái tàu khó bỏng hả? Rồi đi tình kèm lại xe đi. Nếu mà có ai gặp là sẽ phát lo gọi á. Nếu mà có ai còn người ta đi đâu cái tài xế nó chưa gọi lo. Đây là bánh kẹo. Bánh kẹo. Bánh kẹo này vậy. Yeah.